chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một giống trái cây mới lạ. Đó là trái lùn Ấn Độ. Đây mình giới thiệu các bạn. Giống trái cây này là có vỏ rất là đỏ đẹp. Đây, quả trên cái cân của mình đây là to đến 400 g. 400 g một quả. Bây giờ mình sẽ bổ cái quả lựu này ra cho các bạn xem nhé. Trái cây màu đỏ rất đẹp các bạn ơi. Bây giờ mình thử xem có ngon không các bạn nhé. Ôi trời ơi, thật tuyệt vời. Ăn rất là ngọt. Giống lựu này không với giống với các giống lựu khác. Giống lựu này ăn rất là giòn ngọt và thơm nữa. Màu rất đẹp và ăn cũng rất là ngon. Thật là tuyệt vời. Rất là ngon các bạn ạ. Ăn rất là giòn, rất là ngọt và rất là thơm. Ngon hơn tất cả các cái giống lựu khác các bạn ạ. Rất là ngon. Mình có thể ăn hết vài quả như thế này đấy các bạn ạ. Thật là tuyệt vời.